nữa đi. Thì trưa nay thích ăn cơm, mua cơm gà vậy. Anh Phong đi đâu đây? Đi uống cà phê nè. Cà phê là phải trên đồi chè rồi cà phê vậy đó hả? Cảnh đẹp ha. Cà phê này cà phê gì đây? Này cà phê sữa ở ngay cầu đất. Cầu đất rồi, lên nhưng mà phải sữa luôn. Uống đối diện thôi. À đối diện cầu đất, đối diện cầu đất. cà phê cầu đất sao không uống? Tại vì năm nay bắp nó mất mùa, cà phê bên đó nó đắng. À ok ok. Mình qua đây mình uống cà phê. À. Ok. Ở vô uống đi nha.